Đó là ca sĩ Kim Hậu. Xin Kim Hậu đứng lên cho mọi người chim ngửi chim nhang của mình. Các bạn có biết không, Kim Hậu tới từ thành phố Nha Trang ở Sài Gòn. Từ lúc nhỏ, mà không chỉ riêng một mình Kim Hậu mà cả gia đình Kim Hậu cũng như tất cả các bạn trẻ đồng lứa, đó là anh Duy Cường, con trai của nghệ sĩ Phạm Duy. Xin một tràng pháo tay thật là đặc biệt. Hôm nay anh có mặt trong cái buổi tiệc của chúng ta, rất hân hạnh được gặp anh. Và không để cho anh ngồi đó đâu, anh phải ngồi đây nè. Một tới người bạn của mình là Hữu Thọ, vì bạn là lúc nào cũng tâm huyết dành cho những cuộc họp mặt của các bạn cũ của trường, và lúc nào cũng nhớ đến có những cái chương trình ca nhạc đặc biệt để gợi nhớ lại cái những kỷ niệm của chúng ta. Xin cho một tràng pháo tay cho Hữu Thọ. Sao yếu vậy? Và người thứ hai muốn cảm ơn đó là Tom John. Tom John rất là máu, biết không? Coi như là ở Việt Nam mà cứ liên hệ với Kim Hậu lúc mà còn bị kẹt ở bên Mỹ đó. Nói Kim Hậu ơi, về đi làm chương trình đi, rồi gửi qua gửi lại email, hát với nhau, tập với nhau, rồi cuối cùng mùng 3 Tết không có về được. Thì hôm nay là bù lại, bạn đã gặp nhau rồi. Xin cho một tràng pháo tay cho Tom John của chúng ta. Và không thể cảm ơn người chủ của tiệm cà phê AQ là anh Quý. Một tay trống rất là đặc biệt. Các bạn nghe chương trình hôm nay chỉ nghe trống thôi chứ không nghe cái gì hết trơn á. Tại vì ông chủ chơi thành ra nhân viên là kia bật trống rất là to, mọi người thì là im hết. Xin chào một tràng pháo tay nha. Nguyễn, một tay guitar rất là đặc biệt, các bạn nghe rồi sẽ thấy. Một tràng pháo tay cho Nguyễn guitar. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài hát. Đầu tiên mà chúng ta sẽ hát một bài vui ha. What a wonderful world. Cái bài này Kim Hậu đã thu ở bên Mỹ á, rồi gửi cái clip về. Thì trong cái hình ảnh toàn là các bạn Nguyễn Văn Trỗi khóa 80-83, nhưng mà vì một lý do là cái máy không có chiếu được, thành ra bây giờ hát lại bài này. Xin mời các bạn lắng nghe. Oh,
mà nói ra cái đầu đề là ai cũng biết hết, đó là cơn đau tình ái. Các bạn có biết không ạ? Ai biết giơ tay lên coi. Đúng rồi, tại vì cái một cái người á yêu cầu cái bài hát này và cái người dưới kia giơ tay là đúng quá rồi, một bộ đó. Loan đó với Thọ đó. Xin cho một tràng pháo tay, cơn đau tình ái. Cái bài hát này khi mà